Ô tô cũ Đoàn Nghị có địa chỉ đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Hôm nay em lại tiếp tục lên sóng một mẫu xe Trendless Crew có năm sản xuất 2010, tư nhân chính chủ và một chủ sử dụng từ mới. Biển kiểm soát Bắc Linh, quê hương Quan Họ. Một mẫu xe Trendless Crew form dáng thì rất là đẹp luôn các bác nhé. Rất là đẹp, không bao giờ bị lỗi thời này. Đấy, một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng, một mẫu xe một chủ sử dụng từ mới. Hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Vậy thì bác nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân cái mẫu xe này, hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh và chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Một mẫu xe Trendless Crew mang phiên bản số sàn, mang khối động cơ 1.6. Một mẫu xe gia đình xịn sò sử dụng các bác nhá. Vâng, nội thất của xe các bác này. Đấy, nội thất thì ghế da trang bị hai màu, rất là bắt mắt các bác nhá. Đấy, rất là bắt mắt luôn. Trang bị túi khí cũng như ABS đầy đủ luôn. Màn hình và cam nồi đầy đủ. Vâng, gương kính chỉnh điện. Vâng, một mẫu xe Trendless Crew số sàn, khối động cơ 1.6, hiện đang có tại cửa hàng bên em. Vậy thì bác nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân cái mẫu xe này, alo cho em Nghị hoặc đến trực tiếp bãi xe của em để được trải nghiệm tất cả những mẫu xe hiện đang có tại cửa hàng và những mẫu xe vừa mới cập bến cửa hàng các bác nhé. Ốc ác bản nề chưa hề động đến cà lê mỏ lết luôn. Tất cả hệ thống cột kèo đinh tán của xe nguyên đai nguyên kiện. Hệ thống hốc ác bản nề các bác này. Đấy, ốc ác này chưa hề động đến cà lê mỏ lết các bác nhé. Phần tất cả những cái khung cánh cửa táp ly này. Đấy, các bác xem này, táp ly của xe này. Đấy, rất là đẹp các bác nhá. Táp ly thì vẫn còn gai sần, rất là đẹp luôn. Âm thanh thì rất là hay. Đấy, khung cánh cửa này, keo chỉ này các bác này. Đấy, keo chỉ các bác nhá, đều táp táp luôn. Đấy, đinh tán đang giật này. Khung cánh cửa thì không hề có một chút mục mọt nào luôn. Đấy, cam kết các bác là xe đẹp, máy ngon, gầm bệ chắc, côn số ngọt. Hệ thống táp ly cánh cửa của đằng sau bên phụ các bác nhá. Táp ly của nó các bác này vẫn còn gai sần, rất là ok luôn. Âm thanh thì cực là hay luôn. Đấy, âm thanh thì rất là hay các bác nhá. Đấy, những cái ốc ác bản nề chưa hề động đến cà lê mỏ lết, vẫn còn sơn chấm 7 màu luôn. Phần hệ thống cột kèo của xe. Đấy, cột kèo của xe các bác này. Đó, rất là ngon các bác nhá. Đấy, ổ ngậm khóa này. Dòng Trendless Crew thì đi rất là đầm chắc luôn. Đấy, rất là đầm chắc các bác nhá. Đấy, rất là đầm chắc luôn. Form dáng thì không bao giờ bị lỗi thời. Đấy, sơn xi thì màu đen xịn sò, không đổi màu, không taxi, không dịch vụ. Đấy, tất cả những cái hệ thống keo chỉ của xe zin luôn. Đấy, zin cam kết các bạn là zin toàn tập các bác nhé. Lốp dép của xe các bác này. Đấy, tất cả hệ thống lốp dép của xe. Đấy, không hề có một chút mục mọt nào luôn. Đấy, thụt chắn sóc này. Đấy, phần là hệ thống cua lốp này. Đấy, OSK luôn các bác nhé. Đấy, bác nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân cái mẫu xe Trendless Crew hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị, hãy cứ nhấc máy lên alo cho em Nghị hoặc đến trực tiếp bãi xe của em, tư nhân chính chủ và một chủ sử dụng từ mới này. Đấy, rất là ok luôn các bác nhá. Sau đây em sẽ tiến vào phần gầm của xe cho các bác xem nhá. Vâng, đây là phần hệ thống gầm của xe này. Đó, gầm bệ của nó các bác này, rất là chắc chắn luôn các bác nhá. Đấy, không hề có một chút mục mọt nào luôn. Đấy, không hề có một chút mục mọt nào. Đấy, sơn xi thì màu đen. Hệ thống lóc của xe các bác này. Đấy, lóc của nó các bác nhé, không hề có một chút mục mọt nào luôn. Xe tư nhân gia đình sử dụng, một chủ sử dụng từ mới luôn. Đấy, hiện tại chiếc Trendless Crew sản xuất 2010, số sàn động cơ của nó 1.6, với giá tiền bên em đang chào bán với giá là 226 triệu đồng. Vâng, 226 triệu đồng. Bên Đoàn Nghị có bao hồ sơ gốc về cho các bác, cũng như có hỗ trợ vận chuyển trên mọi miền tổ quốc. Vậy thì bác nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân cái mẫu xe này, cứ nhấc máy lên alo cho em. Hệ thống táp ly cánh cửa của đằng sau bên lái các bác nhá. Đấy, các bác xem này, táp ly của nó này. Đấy, vẫn còn gai sần rất là đẹp luôn. Âm thanh thì rất là hay. Đấy, âm thanh rất là hay luôn các bác nhá. Hệ thống keo chỉ của xe. Đấy, keo chỉ zin đều táp táp luôn. Khung cánh cửa thì không hề có một chút mục mọt nào luôn các bác nhá. Đấy, những con ốc ác bản nề. Đấy, vẫn còn sơn chấm 7 màu các bác này. Bệ bậc lên xuống thì đã được dán một lớp đề can này. Đề can vân gỗ rất là đẹp luôn các bác nhá. Rất là đẹp luôn. Đấy, tất cả của nó là chân của nó, chân nỉ nguyên bản theo xe. Vâng, chân nỉ nguyên bản theo xe các bác nhá. Đấy, ghế da thì trang bị hai màu.
Đấy, ghế da hai màu rất là bắt mắt luôn. Còn đây là phần hệ thống táp ly cánh cửa của đằng trước bên lái các bác này. Đấy, táp ly của nó này. Đấy, các bác xem và cảm nhận này. Đấy, vẫn còn gai sần rất là đẹp luôn. Đấy, gai sần rất là đẹp các bác nhá, khung cánh cửa này. Đấy, tất cả những cái đinh tán này. Đấy, zin nguyên bản luôn. Keo chỉ zin các bác nhá. Đấy, cam kết các bác là xe đẹp. Vâng. Đấy, xe đẹp, gầm bệ chắc, phun số ngọt. Hệ thống tem mác theo nhà máy sản xuất. Đấy, chân khôn, chân phanh, chân ga các bác này. Đấy, vẫn còn đẹp, rất là đẹp luôn các bác, đẹp mướt mờ luôn. Ốc ác bản nề cánh cửa, ổ ngậm khóa các bác này. Ốc ác thì chưa hề động đến ca lê mỏ lết các bác nhá. Phần tất cả những cái cột kèo và đinh tán của xe cam kết các bác là zin luôn. Đấy, bô lăng của nó là bô lăng 3 chấu, bô lăng kép này. Đấy, một mẫu xe gia đình xịn sò sử dụng các bác nhá. Gương kính chỉnh điện này, bảng tổng của gương kính chỉnh điện các bác nhá. Sau đây em sẽ tiến sâu vào bên trong nội thất cho các bác xem này. Hệ thống bô lăng của xe, bô lăng của nó này còn khá là đẹp các bác nhá. Đấy, túi khí an toàn này. Đấy, mặt đồng hồ các bác này không báo một lỗi gì luôn các bác nhá. Đấy, rất là ok luôn. Điều hòa thì rất mát, đầu đài thì vẫn còn nguyên bản theo xe. Đấy, đầu 6 đĩa các bác nhá, đầu 6 đĩa này. Đấy, rất là ok luôn. Đấy, vậy thì bác nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân cái mẫu xe này, cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em nghị các bác nhá, alo trực tiếp cho em hoặc đến trực tiếp bãi xe của em. Đấy, hệ thống quạt số này các bác này, phần phanh tay này. Đó, rất là ok các bác nhá. Đấy, một mẫu xe gia đình sử dụng xịn sò luôn. Phần kính lên xuống này, đó, hoạt động rất là trơn tru các bác nhá. Đấy, các bác xem này. Đấy, rất là ok luôn. Đó, rất là ok các bác nhá. Đấy, gương kính của nó là gương kính chỉnh điện các bác nhá, nguyên bản theo xe luôn. Đấy, chỉnh điện này, 4 chiều đầy đủ các bác nhá. Đấy, xe gia đình. Đấy, rất là đẹp luôn. Phần táp lô của xe các bác này, táp lô của nó này. Đấy, vẫn còn gai sần rất là đẹp các bác nhá. Đấy, xe gia đình xịn sò còn rất là chắc chắn luôn. Đấy, chắn nắng này, gương trang điểm này. Đấy, đầy đủ các bác nhá. Đấy, đây có cả hộp đựng kính các bác này. Đấy, phần gương chiếu hậu này, hệ thống đèn đóm này. Đấy, rất là ok luôn. Đấy, một mẫu xe Trendmaster Cruise sản xuất 2010, mang phiên bản số sàn, khối động cơ 1.6 tư nhân chính chủ và một chủ sử dụng từ mới các bác nhá, một chủ sử dụng từ mới luôn. Đấy, xe thì đẹp gắt luôn các bác nhá. Vậy thì bác nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân cái mẫu xe này, đấy, alo cho em, alo trực tiếp cho em hoặc đến trực tiếp bãi xe của em. Và sau đây em sẽ đi vào phần hệ thống tổng quan của động cơ, khoang máy cho các bác xem và tham khảo một mẫu xe Trendmaster Cruise. Đấy, xe đẹp xuất sắc các bác nhá, xe đẹp xuất sắc luôn. Lốp dép thì này, các bác xem này. Đấy, lốp dép thì rất là mới luôn các bác nhá. Đấy, rất là mới luôn. Đấy, máy lộ êm như gà mổ thóc các bác nhá. Vâng, đây là phần hệ thống tổng quan của động cơ khoang máy của chiếc Trendmaster Cruise sản xuất 2010, mang phiên bản số sàn, khối động cơ 1.6, một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng, không taxi, không dịch vụ, một chủ sử dụng từ mới này. Đấy, máy đang nổ các bác nhá, máy lổ giòn tan luôn. Đấy, máy lổ giòn tan rất là êm. Phần ụ giảm sóc này. Đấy, ốc ác lắp cabo. Đấy, chưa hề động đến ca lê mở lết luôn. Đấy, cam kết các bác là zin cả xe, bao zin bao phê cho các bác, bao zin bao phê cho các bác, một mẫu xe Trendmaster Cruise. Đấy, tất cả hệ thống đinh tán đang giật này, nguyên đai nguyên kiện các bác nhá. Đấy, tem mác của nhà máy sản xuất vẫn còn nguyên bản luôn. Vâng, giá tiền chỉ với 226 triệu đồng, các bác đã sở hữu một mẫu xe Trendmaster Cruise. Vâng, sản xuất 2010. Đấy, động cơ 1.6 máy xăng. Đấy, dòng này thì đi rất là đầm chắc luôn. Máy móc của nó thì rất là ok. Đấy, các bác xem này, máy móc này. Đấy, rất là đẹp các bác nhá, không hề bị dầu luôn. Đấy, không hề bị dầu các bác này. Đó, động cơ 1.6. Đấy, tất cả động cơ của chiếc xe Trendmaster Cruise. Đấy, rất là đẹp luôn các bác nhá. Rất là đẹp và xịn sò luôn.
Đấy, bác nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân cái mẫu xe này, mua về sử dụng thì rất là yên tâm luôn. Đấy, form dáng thì không bao giờ bị lỗi thời. Hệ thống tổng quan của lắp cabo. Đấy, tất cả những ốc bác này. Đấy, vẫn còn zin nguyên bản các bác nhá, zin nguyên bản luôn, keo chỉ này. Đấy, tác lỗ của nó các bác này, không hề có hiện tượng móp méo các bác nhá, không hề móp méo luôn. Đấy, tổng quan của lắp cabo, một mẫu xe Trendmaster Crew, sản xuất 2010, số sàn động cơ 1.6, xe tư nhân, một chủ sử dụng từ mới các bác nhá, một chủ sử dụng từ mới luôn. Đấy, một mẫu xe phải nói rất là đẹp luôn. Sau đây em sẽ tiến vào phần hệ thống gầm của động cơ cho các bác xem nhé. Vâng, đây là phần hệ thống gầm của động cơ các bác này. Đấy, gầm lại của nó này rất là chắc chắn luôn các bác nhé. Đấy, gầm lại rất là chắc chắn, không hề có chút gì đâu nào. Đấy, một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng, một chủ sử dụng từ mới. Một mẫu xe Trendmaster Crew, sản xuất 2010, số sàn động cơ 1.6, một chủ sử dụng từ đầu này, hiện bên Đoàn Nghị đang chào bán với giá là 226 triệu đồng. Vậy thì bác nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân cái mẫu xe Trendmaster Crew này, hãy cứ nhấc máy lên alo cho em Nghị, alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em một cách like, đăng ký kênh và chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn những video lần sau ạ.